Hello các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ tiếp tục review về áo hóa mới trong game Gangan Mobi nha. Lần trước thì mình đã có làm video về áo hóa của súng địa ngục rồi, thì hôm nay mình sẽ làm về áo hóa của pháo ion nha anh em nha. Và anh em nhớ cho mình xin một đăng ký, một like và một chia sẻ, mình sớm đạt 7k sub nha mọi người. Ai mà cần mua ác hay bán ác thì inbox cho mình theo đường link fanpage ở bên dưới phần mô tả để tránh bị lừa đảo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi review luôn cây pháo Hick. Mình chưa biết là phải đọc tên nó thế nào, thôi thì cứ đọc theo kiểu tiếng Việt đi nha. Đầu tiên trang bị này, đấy, ở đây thì đã có ngoại hình rồi nha anh em nha. Trang bị phụ kiện nó cho mọi thứ nó gọi là ở mức mắc tầm. Phụ kiện đâu rồi ta, hiệu ứng ion đây rồi. Đó, trang bị này. Và trong đây thì anh em muốn vào xem cái áo hóa thì hãy vào phần phòng luyện kim, rèn thần khí và chuyển sang phần biến đổi thần khí. Ở đây thì đã có pháo hích biến đổi mắc cấp rồi anh em ạ. Thì nó cũng tương tự như ở bên phần của pháo, ở bên phần của lút luyện ngục thì pháo IO nó cũng vậy. Nó sẽ có 4 bước biến đổi. Bước đầu tiên đó là hiệu ứng ngoại quan, đó là cái tia sét bắn ra đấy, tia ion bắn ra đấy. Bước thứ hai đó chính là hiệu ứng đuôi đạn, tức là cái đuôi đạn ở đằng sau đây, qua hình minh họa ở giữa màn hình anh em có thể thấy. Bước thứ ba đó là hiệu ứng hố bom, là cái hiệu ứng mà khi chúng ta đào vào đất thì nó sẽ như thế nào đấy. Và cuối cùng đó là hiệu ứng phạm vi hố bom, tức là cái phạm vi nổ để tạo ra được cái hố bom như thế này này đấy. Nói chung là nó cũng dễ hiểu thôi. Còn về bút thuộc tính thì cộng 73 công 48 bạo 45 tăng sát thương và 45 tăng sát thương bạo. Lực chiến thì 607. Đây để so sánh luôn với lại nút luyện ngục thì nó yếu hơn một tí nha bạn. Nút luyện ngục là 666. Còn bên pháo hích thì là 607, yếu hơn một tí. Không linh tinh luyên thuyên nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đi test ở trong BVB luôn nha anh em nha. Mình sẽ đi test cho anh em chi tiết. Mọi người nhớ đăng ký, bật chuông, like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Ai cần mua ắc, bán ắc thì inbox cho mình theo đường link fanpage ở bên dưới phần mô tả cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok. Vào trận đây. Anh em nhìn kỹ nha. Đó. Thề nó đẹp ở cái tầm luôn đấy anh em ạ. Thề bắn ra cái hiệu ứng máy bay nó đẹp thật sự luôn. Thế này nó phải gọi là siêu siêu đẹp luôn đấy. Oh, mình mê rồi đấy. Thật sự là mê luôn rồi đấy anh em ạ. Đây mình sẽ bắn thường nha. Wow, bắn thường nó cũng ra cái hình máy bay đẹp, thật sự là quá đẹp luôn anh em ạ. Đối với những cái anh em cày chay thì mình đảm bảo với anh em là anh em có cơ hội để sở hữu được pháo hích full 4 bước tiến hóa, bởi vì là pháo hích nó cũng giống như là vũ khí pháo ion ấy. Khi anh em đổi thưởng, đổi ra vũ khí, nếu như chưa có thì nó sẽ ra vũ khí, còn có rồi nó sẽ ra mảnh vũ khí. Còn cái áo hóa này thì chưa có đổi nó sẽ ra áo hóa, còn có rồi thì đổi nó sẽ ra mảnh áo hóa. Thề ngon thực sự luôn anh em ạ. Rồi nó có rồng có hổ rồi, thế thì thôi thì cứ phang luôn thôi chứ giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà đẹp, thật sự đẹp anh em ạ. À, công nhận chất lượng đẹp. Công nhận là quá đẹp luôn đấy anh em ạ.
Không thể nào mà chê đi đâu được. Có thể là kết quả của trận này sẽ thua thôi, nhưng mà cái chúng ta được lại đó chính là đã mắt thề đẹp dã man luôn. Không có gì để chê luôn ấy. Thực ra mình có chê địa ngục nhờ, cái này mình thấy là đẹp. Thật sự là quá đẹp luôn rồi. Amazing good job. À thế thì không thua được rồi. Đẹp thật sự. Và ác này đang đang có giao bán nha anh em nha. Ai cần mua ác thì inbox cho mình theo đường link ở bên dưới phần mô tả để sở hữu ngay em pháo hích cực kỳ đẹp này nha anh em. Quá đẹp luôn. Wow, tên này ngồi bắn cả ngày không chán được đấy anh em ạ. À, tôi là không nói phép gì đâu, cho nó 9 điểm rưỡi. Bởi vì theo tôi quan điểm thì trước giờ thì cũng chỉ có Thúy Kiều 10 phân vẹn 10 thôi. Thì cho con pháo hích này 9 điểm rưỡi. Đẹp. Thực sự là đây là một cái đồ free mà ngon. Thường thì trước giờ là chả có cái gì mà ngon bổ rẻ các anh em ạ, nhưng mà đánh giá cao cái trang bị này. Ngon bổ rẻ. Được. Thật sự là đáng đồng tiền bát gạo của anh em. Mọi người nhớ cho mình xin một like, một sub và một đăng ký kênh để mình sớm đạt 7k sub nha mọi người. Có khi là mình xin dừng phần bình luận ở đây và mình sẽ chỉ đi BVB thôi để cho anh em có thể tập trung vào xem nha. Mọi người nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây thì mình sẽ dừng phần bình luận và chỉ đi BVB cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của pháo hích. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ cho mình xin một đăng ký, một like và một chia sẻ để giúp mình sớm đạt 7k sub. Và anh em nào cần mua ác hay bán ác thì inbox cho mình theo đường link fanpage ở bên dưới được phần mô tả cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.